quan đến tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh miền Trung. Từ sáng 8 tháng 10, ốc đảo Ân Phú nằm giữa dòng sông Trà Khúc thuộc địa phận xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng trăm hộ dân đã bị cô lập hoàn toàn khi nước sông bất ngờ dâng lên ở mức báo động 2. Theo đó, nước sông Trà Khúc dâng cao chảy xiết, ngập con đường bê tông duy nhất nối liền giữa đường Hoàng Sa, thành phố Quảng Ngãi với thôn Ân Phú. Vì vậy, toàn bộ tàu ghe qua lại đã cấm hoạt động từ đêm 7 tháng 10. Thôn Ân Phú xem như bị chia cắt hoàn toàn. Người dân nơi đây cho biết vốn quen với việc sống chung với lũ nên luôn chủ động tích trữ lương thực, gạo. Tuy nhiên, nếu mưa lớn kéo dài thì người dân rất bất an do ốc đảo Ân Phú nằm ở giữa sông Trà Khúc nên khi bị ốc đảo chia cắt, ngoài một số học sinh trú ở nhà, người thân, gần trường thì khoảng 100 học sinh ở đây không thể đi học được. Chưa kể khoảng 5 hectare diện tích hoa màu của người dân ốc đảo nằm ở vùng thấp trũng đã ngập hoàn toàn. Kính thưa quý vị, sáng nay chương trình đã có buổi trao đổi với ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tại lũ ở các sông Quảng Trị đã đạt đỉnh, vượt mốc lịch sử năm 1983, cao nhất trong 37 năm qua. Sau đây là ghi nhận mới nhất của nhóm phóng viên chương trình thường trú tại đây. Theo ghi nhận, mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến lũ trên các sông miền Trung tăng nhanh, phổ biến cao hơn mức báo động 2, trong đó các sông lớn tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đều vượt báo động 3. Cụ thể, lúc 13 giờ ngày 8 tháng 10 tại trạm Thủy văn Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đỉnh lũ đã cao hơn đỉnh lũ lịch sử từng ghi nhận xảy ra trong năm 1983 là 4m58, là 0,11m. Còn trên sông Thạch Hãn, đỉnh lũ ngày 8 tháng 10 chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 1999, 7m29, khoảng 0,6m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo hiện giữa Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới. Nguy cơ lũ chồng lũ tại các tỉnh miền Trung hiện hữu. Trong ngày hôm nay và ngày mai 10 tháng 10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Các tỉnh Nghệ An, Bình Định có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn sẽ khiến lũ trên nhiều sông lên cao trở lại, tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục diễn ra. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi.